Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt và chưa đạt được trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 7 1996-2000. Đồng thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 8 2000-2005. Đến dự có ông Trần Thành Long, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố. Trong 5 năm qua, công tác mặt trận quận Tân Bình luôn đảm bảo được sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát huy, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Thời gian qua có gần 1.400 công trình xây dựng như sửa chữa đường xá, cống rãnh, trường học, với tổng số tiền trên 18 triệu đồng. Vận động nhân dân và các đơn vị trong và ngoài quận xây dựng trên 210 căn nhà tình nghĩa, tình thương, với số tiền gần 1 tỷ 700 triệu đồng. Có 45 trên 107 khu phố đạt tiêu chuẩn khu phố xuất sắc, trên 70% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và trên 4.000 gương người tốt việc tốt được biểu dương. Đại hội đã bầu ra nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận nhiệm kỳ 8 gồm 47 thành viên và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, như vận động 100% khu dân cư đăng ký thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ngày 20 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cao su Việt Nam đã tổ chức trao huy chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn cho ông Victor Denisov, người Nga, nguyên phó tổng giám đốc xí nghiệp liên doanh Visorutex thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam. Ông Lê Quang Thung, tổng giám đốc Tổng công ty Cao su Việt Nam, được sự ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao huy chương cho ông Denisov. Ông Denisov sinh năm 1940 tại Nga, đã sang làm việc tại Việt Nam từ năm 1977, đã tham gia nhiều chương trình phát triển trà, cà phê và từ năm 1983 tham gia chương trình khôi phục và trồng mới cây cao su Việt Nam. Ông có nhiều đóng góp tích cực trong việc trồng, khai thác, chế biến và tiêu thụ cao su của Việt Nam. Dịp này, Tổng công ty Cao su Việt Nam cũng tặng ông Denisov bằng khen và huy hiệu Cao su Việt Nam. Khoa Nội soi Bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự cầu truyền hình quốc tế lần thứ 9 do Hiệp hội Nội soi Phẫu thuật Phụ khoa Châu Âu, gọi tắt là ESRE, được tổ chức tại Pháp. Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất trong số các quốc gia Mỹ, Nga, Ý, Đức, Cameroon được chọn tham gia cầu truyền hình một số ca phẫu thuật nội soi để trực tiếp trao đổi về chuyên môn và một số nội dung quan trọng trong hội nghị quốc tế này. Đúng 19 giờ ngày 19 tháng 10, lần lượt hai ca phẫu thuật thai ngoài tử cung được tiến hành với sự tham gia kiếp mổ gồm hai phẫu thuật viên, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, bác sĩ Nguyễn Thị Quý Khoa cùng với hai bác sĩ gây mê và các chuyên viên dụng cụ. Ca phẫu thuật đầu tiên cho bệnh nhân được chẩn đoán với trường hợp có thai ngoài tử cung 7 tuần, trường hợp 2 có thai ngoài tử cung trong 8 tuần. Trong quá trình trao đổi với hội nghị, thông số hàng năm bệnh viện phẫu thuật đến 15.000 trường hợp ca mổ nội soi phụ khoa, trong đó có đến 4.690 trường hợp thai ngoài tử cung, đã thật sự gây bất ngờ cho hội nghị. Đây là con số khá lớn, thế nhưng đằng sau con số này là sự nghiên cứu miệt mài của tập thể y bác sĩ để tiếp cận với kỹ thuật mới. Vì cách đây không lâu, giới y học trên thế giới đã cho rằng loại phẫu thuật này chỉ thích hợp cho các nước tiên tiến. Vậy mà giờ đây, các bác sĩ Việt Nam không những đã hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật này, mà còn phẫu thuật thuần thục từ 8 đến 10 ca một ngày. Mỗi ca thực hiện khoảng từ 10 đến 15 phút, thay vì phải mất 1 giờ đồng hồ như trước đây. Như vậy, số ca phẫu thuật hàng tháng tại Bệnh viện Từ Dũ lên đến gần 300 ca, tương đương với số ca làm cả năm tại Trung tâm Nội soi ở các nước châu Âu. Trở lại với hai ca phẫu thuật nội soi thành công lần này mà mỗi trường hợp không quá 30 phút đã được hội nghị đánh giá rất cao và cũng là trường hợp nằm trong số 80% ca mổ nội soi tử cung tại Bệnh viện Từ Dũ không bị vỡ do được chẩn đoán, phát hiện sớm và chính xác. Thì hôm nay truyền được và làm hai trường hợp này rất là suôn sẻ thì rất là mừng. Vì không phải là mình chỉ nói giới thiệu với nước ngoài, với châu Âu, với cả thế giới về cái kỹ thuật mổ của mình. Nhưng mà ở đây tôi cũng rất là tự hào vì cái chuyện mà chúng ta truyền được cái hình ảnh và tiếng nói của chúng ta ra khắp thế giới. Cùng một lúc thì ở đây chúng ta liên hệ không phải ở tại Paris mà ở Yaoundé, ở Cameroon và ở Moscow đều chúng ta đều nghe, ở Đức, ở Rome đều nghe tiếng của chúng ta và chúng ta cũng nghe tiếng của họ.
Với xu hướng hiện nay, 2/3 các bệnh lý về sản phụ khoa được giải quyết bằng nội soi để mang lại những kết quả tốt hơn trong việc nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân. Thì tại hội nghị lần này, cùng với những thành công tốt đẹp, đã một lần nữa đánh dấu sự phát triển vươn lên của nền y học nước nhà nói chung và của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ nói riêng. Trong 3 ngày từ 20 đến 23 tháng 10 năm 2000 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ tư vấn tài chính kế toán Thủy Chung đã đăng cai tổ chức hội nghị năm 2000 của Hiệp hội Kế toán khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là hội nghị được tổ chức luân phiên hàng năm tại các nước thành viên với sự tham gia của các đại biểu đến từ các nước khác trong khu vực và nhiều nước trên thế giới. Nội dung hội nghị tập trung vào việc trao đổi nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, tổng kết sự hợp tác giữa các thành viên và đề ra định hướng tiếp theo cho sự phát triển của Hiệp hội. Đồng thời đây cũng là cơ hội để phía Việt Nam giới thiệu những điều kiện và cơ hội đầu tư cũng như các chế độ kế toán và kiểm toán hiện hành trong nước với các đối tác nước ngoài. Là một đơn vị tư vấn kiểm toán kế toán mới được thành lập năm 96, công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Chung đã không ngừng đào tạo đội ngũ cán bộ, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng và học hỏi các kinh nghiệm quốc tế. Khi trở thành thành viên của Hiệp hội Kế toán khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 99, công ty kiểm toán và dịch vụ tư vấn tài chính kế toán Thủy Chung càng có điều kiện thuận lợi hơn trong việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, khẳng định uy tín với khách hàng và từng bước hội nhập với thông lệ kiểm toán kế toán quốc tế. Công ty dệt Việt Thắng vừa khai trương nhà máy nhuộm sợi dệt Thắng Sinonova. Đây là công trình đầu tư hợp tác liên doanh giữa công ty Việt Thắng và một công ty nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1.500.000 đô la Mỹ. Trong đó máy móc thiết bị trị giá 651.000 đô la Mỹ bên nước ngoài cho thuê, vốn lưu động 700.594 đô la Mỹ, mỗi bên góp vốn 50% và nhà xưởng trị giá 165.000 đô la Mỹ bên Việt Thắng cho thuê. Nhà máy có công suất nhuộm sợi màu 360 tấn một năm, chủ yếu để dệt vải caro sọc màu các loại tương đương 2.500.000 mét một năm. Phía nước ngoài chịu trách nhiệm tiêu thụ 80% sản phẩm trong thời hạn hợp tác kinh doanh 15 năm. Đây là nhà máy nhuộm sợi cao áp hiện đại sẽ giúp Việt Thắng thực hiện được các mặt hàng cao cấp phù hợp với thị hiếu hiện nay. Ngày 20 tháng 10, tại Nhà hát Bông Sen, Hội nghệ sĩ múa thành phố đã tổ chức hội thảo khoa học về nghệ thuật múa ở thành phố Hồ Chí Minh, bước đường xây dựng đổi mới và phát triển. Nội dung của hội thảo nhằm phân tích, đánh giá, tổng kết giai đoạn lao động nghệ thuật thời gian qua, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo của nghệ thuật múa thành phố. Trong những năm qua, nghệ thuật múa thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển đáng ghi nhận về cả nội dung lẫn hình thức và phần nào đã đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ có tay nghề sáng tác lý luận và huấn luyện ngày càng thiếu hụt, nên chưa có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, hoạt động còn nhiều phân tán, thiếu sự liên kết, thống nhất và chỉ đạo, nên chưa tạo ra sức mạnh tổng hợp để có thể phát huy hết khả năng vốn có. Vì vậy, để có thể khắc phục vấn đề này, cần phải có sự nhận thức sâu sắc, nhìn nhận khách quan và phối hợp một cách đồng bộ từ nhiều phía. Đây cũng chính là những ý kiến đóng góp hết sức thiết thực được đúc kết từ những bản tham luận mà các đại biểu đã trình bày tại buổi hội thảo. Tối hôm qua ngày 20 tháng 10, vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu toàn quốc năm 2000 do báo Tiền Phong tổ chức đã chính thức khai mạc đêm đầu tiên tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm đầu tiên, 17 thí sinh trong số 37 người đẹp đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước đã thi các trang phục áo dài, áo tắm và trang phục tự chọn. Trong hai đêm 20 và 21 tháng 10, ban giám khảo cuộc thi sẽ chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết được tổ chức đêm ngày 22 tháng 10. Cũng tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Cuộc thi Hoa hậu toàn quốc năm 2000 quy tụ gần 3.000 người đẹp cả nước, đã trải qua nhiều vòng sơ khảo trước khi bước vào vòng chung khảo đêm 20 tháng 10. Ngày 21 tháng 10, Ban chấp hành Công đoàn Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2000-2003. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban giám đốc, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Công đoàn Đài truyền hình đã có nhiều bước chuyển biến rõ rệt cả về hình thức lẫn nội dung hoạt động. Công đoàn đã thường xuyên hưởng ứng việc cải tiến nâng cao chất lượng chương trình, hình thức thể hiện, góp phần làm cho chương trình của đài ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực, gắn liền với các vấn đề được xã hội quan tâm.
Bên cạnh đó, các mặt công tác tư tưởng văn hóa, tổ chức kiểm tra, công tác thi đua chính sách, nữ công đều thực hiện khá tốt, được Liên đoàn Lao động thành phố đánh giá cao. Cán bộ công nhân viên lao động luôn phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái, thông qua việc xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt. Trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới, Công đoàn Đài Truyền hình tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức công đoàn và đoàn viên vững mạnh, tăng cường chất lượng hoạt động, đẩy mạnh công tác thi đua, tích cực tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức. Dịp này, Công đoàn Đài Truyền hình đã tổ chức bỏ phiếu và bầu ra 9 thành viên trong Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2000-2003. Tiếp tục cuộc vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Sáng 20 tháng 10, tại Tòa soạn Báo Công an thành phố số 110 Nguyễn Du, quận 1, Báo Công an thành phố đã kết hợp với Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc triển lãm tranh từ thiện. Cuộc triển lãm lần này được tổ chức quy mô hội tụ 35 họa sĩ tên tuổi của thành phố như Nguyễn Thị Tâm, Nguyệt Quế, Quỳnh Phương Đông, Lê Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Lâm, Chóe, vân vân. Hơn 40 tác phẩm thực hiện bằng nhiều chất liệu, đề tài phong phú đã trưng bày tại triển lãm. Ngay trong ngày khai trương, phòng tranh đã bán được 14 bức tranh trị giá hơn 100 triệu đồng cho các mạnh thường quân, và ban tổ chức đã quyết định dành 50% số tiền bán tranh gửi đến cứu trợ cho đồng bào vùng lũ ở miền Tây.